Chi là kim loại nặng, độc hại phổ biến, có mặt ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Do tính chất dễ kết hợp với các hợp chất tạo bào, nên chì được sử dụng trong các ngành sản xuất như sản xuất mỹ phẩm, son môi, thuốc nhuộm tóc, sơn móng tay. Trong ngành in ấn tạp chí, giấy báo, mực in văn phòng. Trong ngành sản xuất đồ gia dụng như đèn gốm sứ, thủy tinh, bát đĩa có màu sắc sặc sỡ. Ở các nước đang phát triển thì chì vẫn là cái mối nguy cơ, vì trong quá trình phát triển thì chúng ta sản xuất rồi tất cả những cái điều kiện của môi trường chưa đảm bảo thì cũng phát sinh những cái nguy cơ là ô nhiễm chì gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày chúng ta đang thụ động tiếp nhận một lượng chì lớn vào cơ thể. Chì xâm nhiễm vào cơ thể qua những con đường như qua đường hô hấp, tại phổi. Thứ hai là qua đường tiêu hóa, qua ăn uống. Chì xâm nhiễm vào cơ thể và vào máu vận chuyển đến các cơ quan và lắng động tại đó. Thứ ba, qua đường tiếp xúc ngoài da và niêm mạc thường xuyên với các vật dụng chứa chì cũng làm gia tăng nguy cơ cao nhiễm độc chì. Đặc biệt là những phụ nữ thường xuyên sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Chì là một cái mà nó tồn tại rất là lâu trong cơ thể và nó vào những cái cơ quan rất là khó, như là về xương, về tóc. Thì ở những cái cơ quan đó thì cái việc thải chì theo con đường thông thường là hầu như là không có hiệu quả, mà nó cần phải có cái tác động cụ thể. Lượng chì tích tụ trong một thời gian dài có thể gây ra những bệnh lý nguy hiểm như tổn thương hệ thần kinh trung ương, tổn thương hệ thống sinh sản ở cả nam và nữ. Chì là mất cân bằng tế bào xương, giảm sự hình thành xương mới. Do đó mỗi chúng ta hãy chủ động phòng tránh nhiễm độc chì bằng vài cách dưới đây. Không sử dụng đồ chơi, mỹ phẩm và các vật dụng trong nhà khi không rõ nguồn gốc. Những người làm trong môi trường có nhiều chì như sản xuất ắc quy, xăng dầu thì có chì thì nên kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần.